Đây, xin chào quý anh em. Bữa nay là ngày mùng 3 đầu năm của năm 2021. Thì bữa nay mình quay clip này là thứ nhất là giới thiệu một vài món ẩm thực về Phú Yên cho quý anh em mình xem, để nhân dịp Tết năm nay và về sau quý anh em mình có cơ hội đến với Phú Yên thì ghé lại Phú Yên để dùng các cái món thủy hải sản. Thì đầu năm mình quay clip để chúc cho quý anh em mình sức khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc. Thì cùng với cái dịp ngày mùng 3 của năm nay là cái gì Valentine, lỡ tình yêu á, nên là quý anh chị chúng ta dẫn vợ con gia đình mình đi ăn, còn những bạn trẻ nào dẫn người yêu đi ăn đi uống đi chơi ha, cùng một dịp luôn. Bữa nay mình cũng dẫn gia đình mình đi ăn nè, ở đây mình kêu ra mấy món, nhưng mà hiện tại là có hai món đã mang ra. Này là gỏi sứa nha anh em, sứa Phú Yên, gỏi sứa của Phú Yên. Này miếng sứa nè, được tròn gỏi nó giòn lắm. Cái này ăn nó giòn và nó ngon hơn sứa ở trong siêu thị mình dùng nhiều nha. Hoặc là anh chị chúng ta mà chúng ta hay dùng cái món gỏi sứa ở, hoặc là ăn bún sứa ở những cái quán đặc sản như bún sứa. Hoặc là nói chung là mình còn không rõ về cái con sứa đó nhiều lắm, nhưng mà cái con sứa đó ăn nó dai dai, nhai miết mà nó còn miết vậy á, nó không có ngon giống như cái con sứa này. Đó, sứa này nó có mùa, nhưng mà ở đây quán ở tại đường Phương Bình luôn, Phú Yên mà bán cái món này ăn rất là ngon. Bữa nay chở vợ lên là vợ yêu cầu ăn cái món này đầu tiên luôn. Đây, quay hình ảnh người phụ nữ quyền lực trong ngày lỡ tình yêu. À, bữa nay lỡ tình yêu mua tặng vợ con châu vàng. Sao giờ ăn gỏi sứa thấy sao, ngon? Ngon. Thử món này luôn đi. Bên cạnh này cũng có món đang đem ra nè. Này là ốc móng tay anh em, ốc móng tay chế tỏi. Sao cái quỳ đó làm sao? Rồi giới thiệu về đặc sản Phú Yên tí xíu, một vài món cũng quen thuộc thôi, cũng không phải là quá xa lạ. Bởi vì mấy món này là ở mấy cái quán nhậu hay mấy quán hải sản là nó đều có hết á. Đó. Còn chỉ riêng cái món gỏi sứa này nè, là riêng ở cái quán này là gần nghe nhà Bình luôn. Với anh em mà nào mà có tới Phú Yên chơi, ghé thăm Bình thì đây, gỏi sứa ha, nằm ngay cạnh nhà Bình luôn. Món này rẻ là bao được, còn mấy món kia là góp nha. Đây gỏi sứa nhỉ? Đang gỏi sứa hả? Đây chéo hầu reo nè anh em. Đấy. Đấy, chéo hầu nè, quá đẻ ha. Còn hai món nữa chắc là ăn tới món thứ ba là quá no. Giờ quất chéo hầu rồi. Lúc nó ăn nãy giờ nó chưa ăn cái gì, chưa giờ nó trẻ ăn được cái gì. Nước hả? Ăn hai mẹ con ăn cháo hầu rồi. Vậy đưa hành về phía bên này. Con mình nó ăn hành không được.
Đây còn mình thì mình quất thôi. Hầu hai con thù lù á. À, chéo ngọt quá. Chéo quá ngọt luôn.